Bác tên là gì ạ? Bác gì ạ? Thích tên gì? Thích tên gì cũng được. Thôi cái bác đẹp trai đi. Chú đẹp trai hơn anh. Nhưng em không gọi bác đẹp trai thì chưa? Chú đẹp trai hơn anh nhiều. Thế em đang lừa bác cái xe này đấy. Em đang bảo em lừa bác cái xe bác mua. Nữa anh có tiền anh mất thì sao đâu mà. Anh nghe gì kia? Mất ảnh hưởng gì? Tôi nói thế tí nhá. Trung Kiên Moto chào tất cả anh chị em. Trung Kiên đến là chỗ này là Phượng Bãi. Chỗ này cái gì đây? Phụng Châu. Chợ Phụng Châu để giao cho bác trai đẹp trai tên gì cũng được. Một chiếc xe Win Huyền Thoại 100 biển rất là đẹp luôn, 9 nước, đầu 33 Hà Tây cũ, số khung số máy là 100859. Và bác bảo là bác đi thử rồi. Thôi vào đếm tiền thì em xin phép mà. Thôi bác cho em xin cảm nhận. Thôi. Cho em xin cảm nhận này, cho em giao bác giấy tờ này. Anh thấy ở trên talk mà chú đăng ấy. Vâng ạ. Thì là cái quy trình làm việc của chú là rất chuyên nghiệp. Vâng ạ, em cảm ơn bác ạ. Quá chuyên nghiệp luôn. Vâng ạ. Đấy. Và cộng thêm một cái nữa là chú làm việc theo cái tâm. Vâng ạ, em cảm ơn bác ở đấy. Câu đấy là câu em thích. Tức là em nói bác này này, hãy đến với Trung Kiên Mô Tô. Các bác chỉ mang đam mê đấy thôi, còn mọi việc em lo hết. Đấy, thì em gửi bác cái mũ bác đội vào cho an toàn nhá. Cái áo này chỉnh là bác mặc này, gỡ này cũng vừa bác. Thử cho nó không ách. Đây, đúng rồi. Đội luôn. Đưa mũ đây. Đấy, cái áo này đây. Anh em thấy chưa? Quay bác có đội mũ chưa? Anh sẽ mua gì nhỉ? Anh sẽ mua một cái đôi dép đúc nữa. À, rồi đúng rồi, mũ cối rồi. Vâng, mũ cối này, bộ ga nữa đấy. Ông nào lạnh mặc cái áo da đấy nhá. áo Trung Kiên Moto đây này. Trung Kiên Moto bác thì mặc để quảng cáo thương hiệu cho em. Ok áo này vừa mới bác rồi. Ok anh em, chúc cào thành công. Nó đơn giản vui vẻ thôi đấy, không phải nói nhiều. Hai từ bác nói là rất là chuyên nghiệp và rất là có tâm, thì cái từ ngữ này của bác ấy là bằng ngàn lời quảng cáo đấy nhá. Và nhắc lại tất cả về an ninh giấy tờ, nếu sau này xảy ra bất kỳ vấn đề gì em chịu trách nhiệm, em mua lại đủ tiền luôn nếu về an ninh. Còn trong quá trình sử dụng, bác sử dụng nếu có bất kỳ vấn đề gì lỗi xảy ra, em hứa em sẽ đổi đồ cho bác miễn phí. Ok. Đấy. Cảm ơn chú. Còn máy móc đấy, cái chuyên nghiệp nó là phải. Vâng. Còn máy móc là trong một năm nếu vấn đề gì em bảo hành cho bác và em cũng gửi đồ cho bác. Còn nếu những bệnh vặt, bác ra cửa hàng gần đây nhất có thể căn chỉnh giúp em, đỡ phải lướt sang lưu được gần. Nhất trí. Tránh bác mất tiền, em mất khách thì bác hỏng bất kỳ vấn đề gì, hãy điện cho em. Được chưa? Nó là đam mê, em bán cho bác là cái đam mê. Mà anh thích, nó có hài lượng. Anh thích cái uy của chú. Vâng ạ. Còn trăm người bán vạn người mua, hơn thua là cái tình cảm bác dành cho em. Uy của chú là quá đẳng cấp nhỉ. Ok bác, anh em nhé. Nghe rõ chưa anh em? Đấy, em luôn giao tận nhà bác. Hay bất kỳ ai, các bác đi thử kiểm tra với giả tiền. Mua cua trong giỏ đâu mà bác nhỉ? Ngon rồi. Đấy. Còn một chiếc xe mộc nó phải theo thời gian, nó phải có chảy trước. Đúng không anh? Chứ là chúng ơi chú. Còn có những chiếc xe mới em phục dựng lên 26 triệu cũng có anh em. Nhiều khi mình phải thông cảm đi. Đấy. Còn đồ zin đồ lô em kể cả đây. Em có tả bác là bác ơi. Cái nóc này này, nó hơi cũ một tí. Bác bảo có mới không ạ? Mới thì xấu đây. Cái rẻ nó hơi xùi một tí. Là chuyện bình thường, em có nói em xấu đâu. Ok anh em nhá. Em đã giao xong chiếc xe đầu tiên ở Hải Dương. Đấy. Bây giờ tiếp tục Trung Kiên lại đi ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Này cũng nhà bác trai ở Hà Nội. Giao chiếc xe thứ hai. Anh em nhá. Đấy, đang trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng đây. Đi tiếp quốc lộ 5B 49 km nữa. Đến nơi em lại quay tiếp tục chiếc xe thứ hai anh em nhé. Anh em chưa ăn gì luôn anh em ạ. Bây giờ vào cao tốc mình chẳng có gì mà ăn, uống tạm bộ sữa thôi anh em ạ. Ok nhá, anh em đợi cái kết. Em đến em giao chiếc xe thứ hai ở Hà Nội nhá. Em đang trên cao tốc rồi. Đây chiếc xe thứ hai đây anh em này. Đấy, đây đúng không, chiếc xe thứ hai đây nhá. Là chiếc xe đầu tiên thành công rồi. Ok, Trung Kiên chào anh em, đợi em. Em đến lại quay chi tiết cho anh em. Quan điểm Trung Kiên là luôn giao tận nhà anh em. Anh em đi thử kiểm tra. Đấy, đúng như em tả anh em mới trả tiền. Chào tất cả anh em. Ok anh em nhé. Bây giờ 14h46 phút này. Em còn cách nhà bác 53 phút nữa. Đấy, em đang lên trên trong thành phố Hà Nội luôn. Em đến bến xe Yên Nghĩa rồi bác trai nhá. Bến xe Yên Nghĩa này. Đấy, còn cách nhà bác là 6 cây mốt nữa thôi. Là 15 phút nữa em đến này, em giao nốt chiếc xe Win Huyền Thoại 100 này, siêu VIP, siêu đỉnh này, mộc mạc này, cho bác trai gần cách bến xe Nghĩa 6 cây nhá. Đấy. 300m nữa rẽ trái vào đường D mới. 300m nữa rẽ trái vào đường D mới này, đến nhà bác này. Anh em đợi cái kết nhá. Giao chiếc xe mộc mạc, chân chất. Em mua nửa đêm, em mà chưa kịp làm gì đâu thì bác cái hôm sau bác cái chốt luôn, bác chuyển cọc. Mà bây giờ em chở tận nhà bác ấy. Rẽ trái vào đường D mới, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Ok.
Ok, bác đi thử kiểm tra đúng nguyên tả mới trả tiền anh em ạ. Đây, em bác trung tâm đấy luôn này. Đó. Ok anh em nhé. Đây đến rồi. Đến rồi. Thôi, chuẩn bị đến rồi đấy. Chưa. Ăn trên mà. Chưa chưa. Nhìn cái vạch đỏ nhé bác. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Đem điện cho bác anh em này. Bác ơi. Anh ơi. Bác ra ngoài cổng đi. Bác quậy cho bác nghe. Đấy, bác ra đi. Bác ra đi ạ, em đợi ở cổng ấy. Anh vâng. Về trong vòng 2 phút. Vâng. Đấy anh em nhé. 15:40. Đấy, em đến đây rồi. Chỗ này là cái gì đây này? Chợ Phượng Nghĩa, cách trường trung học cơ sở Phụng Châu khoảng 200m. À thế chỗ này hôm nọ mình có vào đây mình mua một chiếc xe win thì trượt. Đấy. Mình có vào đây mua một chiếc xe win thì trượt. Anh em đợi nhá. Bác đây anh em nhá. Đấy, bác đây. Đấy, tiến lên tí. Đấy, bác đây. Ok. Cắm mic đây. Cắm mic lên là xong. Ui giời. Đây bác, trời nó mưa. Chắc bác đi đâu bây giờ? Vâng. Bắt tay bác cái đây. Em ơi cay điện thoại bắt tay bác cái. Lần sau để ý xuống phát lại cầm điện thoại luôn. Đấy nhá. Đúng như tả mới trả thiệt. Không đúng như tả đập xe trả thiệt. Không. Mic. Mic ở đây mới mic. Cắm mấy người đây nói nha, tao nói nhỏ thì to, không, bác nó chỉ là để nói chuyện nó to thì nhỏ nhỏ thì to. Đấy, bộ rẻ được. Dạ, rẻ quá được chứ. Cháu bảo bác là cái rẻ mộc rồi, nó phải theo thời gian. Thế này chạy nhiều với lại nhỉ? Bác hỏi em chạy bao nhiêu thì em chịu. Quan trọng là cái tầm tiền này là quá là ok rồi. Bởi vì con phanh này cái gì nhỉ? Nó có thế nào thì em nói thật bác để như thế. Em chỉ vệ sinh thôi. Còn muốn chạy ít hơn nữa thì nó lại khác hơn nữa. Em nói thật này em không dám động cái gì. Sợ sau này bác nhận. Đây. Xoay. Bác nhìn này à. Đấy. Thế con này nó siêu đẹp. Chuẩn đấy. Anh nhìn cái thủ đấy anh thích. Lốp mới nhỉ. Vâng. Nó có nào như thế thôi. Đây. Con này tiếng nổ thì chấm hết rồi. Riêng chế con này chấm hết luôn. Cái gương này em cho thêm ở ngoài nhá. Không liên quan gì nhá. Bắt điều bác. Thế á? Vâng. Nổ như chó thở. Đấy bác cứ đi thử đi đi. Lên vòng đi. Xích 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 xích. Không nghe tiếng bô luôn. Em bịt lại cho bác nghe này. Không nghe tiếng máy luôn, bác nghe nhé. Đấy. Không nghe tiếng máy luôn, anh em nghe này. Mic rồi, đây này. Từng tiếng này. Đấy. Từng tiếng luôn. Vâng ạ. Đâu, win. Win ngày xưa. Bây giờ bao tiền? Quay tập trung hết. À, tiền đắt hay rẻ nó tùy theo. Hai bác để nó ủ dầu lại được. Để chân zin hết. Nó thả từng tiếng nhỉ. Em nói bác cái rẻ này, đây này bác nhìn này. Nó rất là đẹp luôn đấy, không đẹp. Thật ra là chỉ thích cái rẻ. Đấy, còn cái bên này là theo thời gian đúng không bác? Theo hồi đó thích thay luôn cái này rồi. Thay kiểu gì ạ? Vâng, bây giờ nếu mà thay cái rẻ này mới là nó tổng 15 triệu có người mua. Vâng. À, một con rẻ bằng mẹ một con xe. Đúng rồi, chuẩn. Đấy. Thực ra anh thích win là thích cái bộ thủn đấy à. Vâng, bác thích mộc thì có mộc, bác thích zin có zin. Bác thích kiểu gì bọn em có kiểu đấy. Còn là nhạc nào cũng nhảy được. Chạy nhá. Vâng, bác cứ chạy thôi, xe của bác rồi, tạm thời. Đấy.
hai 30 năm nay rồi nó được như này là quá ok rồi. Đi. Anh em đợi cái kết xem là bác ấy đi chiếc xe này về bác thử có thành công hay không. Em luôn giao tận nhà, anh em đi thử kiểm tra với trả tiền. Kinh nhỉ. Con đang thở từng tiếng luôn, bác vào đây, bác đây. Anh nghe tiếng bô sướng. Bác nếu bác để ý kỹ nhá, cái xe này mấy cái thụt nó đi với nhau này, nó rất là khớp. Đấy, nó khớp. Đấy, anh thích vậy nhỉ. Được không á? Ngồi nó phải hoành tráng. Đấy. Anh em ơi, đấy, cái dao xe các bác cứ thích là được rồi. Ừ. Việc các bác này chỉ cần thích thôi. Còn việc còn lại em lo. Bác chỉ cần thích và có tiền nữa. Đây nhá bác nhá. Tiền, tiền thì phải có mới mua nghe. Em thiếu bác một cái áo trung kiên mô tô và cái mũ bảo hiểm để bác đi đường cho nó an toàn. Chứ bắt đầu mũ đấy là công an phạt đấy. Đúng không? Đúng. Nhưng mà mình đi ở quanh không vùng sao, mình nhưng mà cứ an toàn bác ạ. Đây. Và giấy tờ đầy đủ đây, em có tất cả các mã số thuế, mã ngôi nhanh, địa chỉ cửa hàng, căn cước công dân hết trong đây. Ừ. Bác cứ sử dụng sau này xảy ra cái gì em chịu trách nhiệm. Đấy. Số khung số máy là ngon chuẩn lành hết đúng không? Em soi 30 lần rồi. Nếu bác soi phát nữa là phát thứ 31. Em vẫn nhớ số nó rất là đẹp luôn. 130859. Soi hết rồi. Soi hết rồi. Đấy, kể cả từ chế trước của bác, riêng cái chế này em cam kết luôn. Sướng. Nó lổ như chó thở đúng không? Cái tay lái bác thích mềm hơn nữa thì bác chỉ nhả đây thôi, không cần. Bác thấy không? Nhả nhẹ ra nó đây. Cái lên 19 nhẹ bác. Bác đi nó ra là vừa. Sáng hết. Đấy thôi, mua thôi, trả tiền thôi. Yeah. Đơn giản là nào. Em làm cái chốt nhá. Tắt máy. Quay này. Ê bác ơi, cho em chốt cái. Bác tên là gì ạ? Bác gì ạ? Thích tên gì được? Thích tên gì cũng được. Thôi cái bác đẹp trai đi. Chú đẹp trai hơn anh. Nhưng em có gọi bác đẹp trai thì chưa? Chú đẹp trai hơn anh nhiều. Thế em đang lừa bác cái xe này đấy. Em đang bảo đang lừa bác xe bác mua. Lừa thì anh có tiền anh mất thì sao đâu mà. Anh em nghe gì kia? Mất ảnh hưởng gì? Tôi nói thế tí nhá. Trung Kiên Mô Tô chào tất cả anh chị em. Trung Kiên đến là chỗ này là Phượng Bãi. Chỗ này cái gì đây? Phụng Châu. Chợ Phụng Châu. Để giao cho bác trai đẹp trai tên gì cũng được. Một chiếc xe Win điện thoại 100 biển rất là đẹp luôn, 9 nước, đầu 33 Hà Tây cũ, số khung số máy là 100859. Và bác bảo là bác đi thử rồi, thôi vào đếm tiền thì em xin phép mà. Thôi bác cho em xin cảm nhận. Thôi. Cho em xin cảm nhận này, cho em giao bác giấy tờ này. Anh thấy ở trên talk mà chú đăng ấy. Vâng ạ. Thì là cái quy trình làm việc của chú là rất chuyên nghiệp. Vâng ạ, em cảm ơn bác ạ. Quá chuyên nghiệp luôn. Vâng ạ. Đấy. Và cộng thêm một cái nữa là chú làm việc theo cái tâm. Vâng ạ, em cảm ơn bác ạ. Câu đấy là câu em thích. Thế này em nói bác này này, hãy đến với Trung Kiên Mô Tô. Các bác chỉ mang đam mê đấy thôi, còn mọi việc em lo hết. Đấy. Thì em gửi bác cái mũ bác đội vào cho an toàn nhá. Cái áo này chỉnh là bác mặc này, cỡ này cũng vừa. Thử cho nó ngoách. Đây, đúng rồi. Đưa mũ đây. Đấy, cái áo này vào đây. Anh em thấy chưa? Quay bác có đội mũ chưa? Anh sẽ mua gì nhỉ? Anh sẽ mua một cái đôi dép đúc nữa. À, đúc. Rồi, đúng rồi. Mũ cối rồi. Vâng, mũ cối này. Bộ ga nữa. Đấy, ông nào lạnh mặc cái áo da đấy nhá. Áo Trung Kiên Mô Tô đây này. Trung Kiên Mô Tô, bác thì mặc để quảng cáo thương hiệu cho em. Ok. Áo này vừa ấm với bác. Rồi. Ok anh em, chúc cào thành công, nó đơn giản vui vẻ thôi. Đấy, không phải nói nhiều. Hai từ bác nói là rất là chuyên nghiệp và rất là có tâm. Thì cái từ ngữ này của bác ấy là bằng ngàn lời quảng cáo đấy nhá. Và nhắc lại tất cả về an ninh giấy tờ, nếu sau này xảy ra bất cứ vấn đề gì, em chịu trách nhiệm. Em mua lại đủ tiền luôn nếu về an ninh. Còn trong quá trình sử dụng, bác sử dụng nếu có bất kỳ vấn đề gì lỗi xảy ra, em hứa em sẽ đổi đồ cho bác miễn phí. Ok. Đấy. Cảm ơn chú. Còn máy móc đấy cái chuyên nghiệp là phải. Vâng. Còn máy móc là trong một năm nếu vấn đề gì em bảo hành cho bác và em cũng gửi đồ cho bác. Còn nếu những bệnh vặt, bác ra cửa hàng gần đây nhất có thể căn chỉnh giúp em đỡ phải lướt sang lưu được gần. Nhất trí. Còn để tránh bác mất tiền, em mất khách thì bác hỏng bất kỳ vấn đề gì hãy điện cho em. Được chưa? Nhất đây nó là đam mê, em bán cho bác là cái đam mê. Mà anh thích, nó có hài liệu. Anh thích là anh thích cái uy của chú. Vâng ạ. Còn trăm người bán vạn người mua, hơn thua là cái tình cảm bác dành cho em. Uy của chú là quá đẳng cấp nhỉ. Ok bác, anh em nhé. Nghe rõ chưa anh em? Đây em luôn giao tận nhà bác. Hay bất kỳ ai, các bác đi thử kiểm tra với trả tiền. Mua cua trong giỏ được mà bác nhỉ? Ngon rồi. Đấy.
Còn một chiếc xe mộc nó phải theo thời gian, nó phải có chảy trước, đúng không anh? Được. Chứ là chúng ơi chú, còn có những chiếc xe mới em phục dựng lên 26 triệu cũng có anh em. Nhiều khi mình phải thông cảm đi. Ừ. Đấy. Còn đồ zin đồ lô em kể cả đây, em có tả bác là bác ơi, cái nóc này này nó hơi cũ một tí. Bác bảo ừ, có mới không? Mới thì xấu đây. Cái rè nó hơi xùi một tí. Ừ. Là chuyện bình thường, em có nói đúng, em xấu đâu. Đúng. Còn đây, thêm một bệnh nữa này, cái tay nắm này. Bác giúp em, bác lấy nọn 52 bác giỏ vào đây. Để nó chặt lại nó trơn này, nó có cái băng dính nó trơn. Là bình thường, tại bên này thoải mái. Đấy em luôn, kể cả xấu đẹp là nó luôn. Gương này nó không phải gương zin em nói luôn. Gương là gương nô. Đấy. Còn lại trên xe này là zin gần như là 99%. 99% đúng không? Vâng. Đấy. Rè là zin đẹp luôn đấy, nó thật bác. Rè zin đẹp luôn đấy. Vớ vẩn đâu. Nó lốc mà cái này là do ngày xưa các cụ hay để chân lên, đúng không ạ? Đúng, đấy, chảy trước. Chứ nếu người ta biết trước ấy, người ta không để chân lên để bán được giá. Ừ. Người ta biết trước đâu, người ta đi theo người ta thôi. Đúng, nếu đấy, như mà hai cái lốc này mà không để chân lên nhỉ? Thì nó lại bán bỏ ra tầm khoảng mười mấy triệu. Thì cái giá trị của nó lại khác đi. Không, bác ơi, nếu không để chân lên thì nó lại khó nói lắm. Nếu để, nếu lốc không để chân lên thì cái khác nó phải đẹp hơn nữa thì giá trị nó lại lên. Đấy, anh nói là mà bây giờ cho đôi lốc mới vào đây thì nó lại cải cỡm. Đúng ý anh muốn nói là thế. Ví dụ như là không bị hai cái lốc này thì giá trị nó sẽ tăng. Đúng lên. Rồi, đúng rồi, chuẩn. Đúng rồi. Đấy thì thôi anh em nhá, bây giờ xin phép vào uống nước xong anh em mình thanh toán tiền rồi em về em ngủ một giấc. Ừ. Em xin ngừng ngày mai, ngày kia nhà có hai cái đám cưới. Em không giao xe nữa, còn ngày kia nữa là em đi hết ngày ba đám cưới em đi giao ở Hải Phòng cho anh trai Hải Phòng với em mua chiếc xe anh Thái Nguyên sáng nay đấy. Mà bác điện đấy. Mua phát 2 phút sau anh trai Thái Nguyên anh bán phát là anh trai Hải Phòng chốt luôn. Nhân ta dõi mình mà. Đấy. Đi, sang đi. Nhà anh uống nước đi. Nhà bác đâu? Đây. Ồ, nhà bác nhiều nhà thế. Đấy. Đây là xóm thôi. Thế cái mang này đi đâu? Cứ để đấy. Cứ để đây à? Anh em mới chốt kèo này công nhất, cứ để đây thôi. Chào tất cả anh em. Đi sang nhà. Đấy, vợ là bán cái bún chả để mình nhận. À thế ạ. Nhà anh bán bún. Vâng. Cứ mỗi hôm mới hôm tích được khoảng độ lui này, nếu hiện tại ở góc này nhà bác là đang vip nhất đấy. Nếu như em bán mỗi hôm tích được 500 một triệu chẳng hạn như con này đúng không đấy, là em phải mổ bác thêm 5 triệu nữa nhưng mà thôi, em phải mổ 5 triệu nữa vì nó quá ngày nhưng mà thôi. Em thấy bác nói chuyện nó rất là tử tế. Bác bảo Kiên ơi, xe cái con gì nhỉ, con bản nháp của chú còn không? Đúng không? Ừ. Cái con bản nháp của chú còn không? Em đứng đây đứng ngoài lít ở kia. Em bác bảo cái bản nháp chú còn không, là mà bản nháp đấy còn nhưng mà nó quá già rồi. Thôi thôi, nếu bác thiện chí thì em mới để tặng. Bên anh chỉ có nước lọc chứ không có nước trà. Úi giời ơi, theo em là nước lôi cái gì nữa. Mình cứ vào thẳng vấn đề là nước này là nhà em trên xe có nhiều lắm. Yeah. Mà vấn đề chính là bác đếm tiền. Đếm tiền thì phải đếm rồi, nhưng đấy, phải làm công nước đã. Đếm tiền để còn chạy sớm, lãi nhiều quá, chạy sớm không mắc thay đổi ý kiến chết. Đếm tiền thì phải cấp nước ra, mà đến nhà không có nước thì... Bác không nghe với em ra con xe Hải Dương em nói câu là em vừa lừa xong con xe không ạ? Mày lừa cho tao phải cảm ơn mày. Đấy ông ạ, đấy bác xem video gửi đây. Lừa tao, lừa tiền tao mà dễ à, mà tao vẫn đưa cho mày. Em ở ngoài trông nó hoành tráng hơn. Hoành tráng hơn đâu? Ừ. À, tình cảm không? Thực ra mà, đấy, mà nhìn mà khuôn mặt nó bắt anh rong chẳng hạn. Vâng. Mà nhìn cái ở ngoài em trông trẻ. Vâng ạ. Mặt sáng sủa hơn là trong trong em video. Lít. Trong video. Em biếu bằng 5 lít lọc lại. Anh không cần, đây là cái đây là cái thật của anh. Không. Đây là cái thật nhìn không. Người của anh là nó là thế. Em hiểu rồi nhá. Em đang trêu cùng ý của bác đấy và cũng là thật đấy. Biếu lại 5 lít vì một câu khen. Cả đời mình có một bác trai khen, phụ nữ khen này quá nhiều rồi. À. anh không cần cái 5 lít của chú. Thế nhưng mà đây là cái tâm của anh. Anh nhìn thật. Thì em trêu bác này em biết bác không cần mà. Rất quái. Rất quái. Đúng rồi. Tức là chẳng ai cần cái gì cả, em cũng chẳng biết bác khen là khen đều hay khen thật, nhưng bác khen là vui rồi. Giờ bác đang khen thật, được chưa? Và cũng như em biếu bác 5 lít này là em lộc lại tiền xe. Bé chỉ lộc biếu 4.9 thôi, nhưng mà vì bác nói hay quá biếu 5 lít thì thêm có 10.000 đáng gì. Mà cái 10.000 đấy nó rất quan trọng. Đúng rồi. Đấy, 10.000 rất quan trọng. Ông nói bác vui này. Thực ra ở đời cháu nói thật, cái câu bác nói từ tâm thì cháu mới nói. Cháu bán hàng thì cháu bán đủ thiệu lại người. Cái người 20 triệu cháu có, cái người 50 triệu cũng có. Và 100 triệu bác cháu có, nhưng 100 triệu bác nó rất là to. Nhưng so với nhiều xe khác của cháu nó chỉ là 1/4, 1/10. À. Có những con tỷ 2 chưa bán. Đấy. Đấy là cháu nói thật. Nhưng mà cái vấn đề đây mình nói chuyện để là một khi mình đã đam mê rồi thì tiền của bác đi đâu bác trơn đấy, và con có từng đấy cho bác. Đáp ứng yêu cầu cho bác. Đúng không? Và giao xe tận nhà bác. Đấy. Anh em thấy chưa?
Thế là tất cả những gì đây là chú cháu anh em nói chuyện vui để tìm những cái đấy bất nửa nói thuốc nào mà đâu thôi thứ ra là đấy nó thật lòng với bác này. Đêm hôm kia là có đi cái dạo một con ở Vĩnh Trụ, một dạo Bắc Linh và mua con Bắc Linh bán về Bắc Giang, xong mua con Bắc Giang lại bán về Hải Dương lại giao đấy. Bây giờ, con của bác là giao nửa đêm đấy. Bây giờ nó là cái kết rồi. Vâng. Trước khi gọi là chuyển tiền thì không quay nữa nhá. Không quay nữa gì? Bắt tay ngay. Bác khen câu nữa cho cháu sống vui đi xem nào. Trung tiền quá tuyệt vời. Đấy. Ơi, lên mạng cứ vui vẻ mất gì đâu. Mình đang nói trước nhau cơ mà, còn ai nói gì kệ người ta. Thôi anh em ơi. Trước khi chuyển tiền bác ấy bảo là tắt máy. Ok. Chào tất cả anh em. Anh em mua xe phụ dưỡng xe kết bạn Zalo với em qua số hotline 0778224488 hoặc 0358444888. Zalo mới còn hotline mới của em 0354756789. Chào anh em. Trung Kiên làm việc bằng người tâm. Anh em hãy động viên và hỗ trợ Trung Kiên. Và để thành công hơn nữa. Cảm ơn bác nhá. Một lần nữa cảm ơn bác để tắt máy. Ok. Anh em ơi, chúc kèo thành công với bác trước. Và em xin phép bác một lần nữa này đi em đi về. Và trong quá trình bác sử dụng, nếu có bất kỳ lỗi thì bác điện cho em. Đây là đồ chơi mà nó còn đã chơi rồi thì làm sao có lãi được, bác chưa ạ? Đấy, cảm ơn bác trước có nói rất hay, thì hôm nào cháu lại nói tiếp trên mạng xã hội, bác sẽ lấp liên tục đấy. Nếu có lãi thì càng tốt, nếu có lãi thì càng tốt thì đúng rồi. Nhưng thường đã gọi là đồ chơi thì không ít thì có lãi, thì gấu đi chơi đúng không, chơi mà ít có lãi, nhưng có lãi càng tốt. Ok, hôm nay sẽ nhắc nhiều trên mạng. Kia Trung Kiên xin phép, Trung Kiên em nổ máy đi, quay đầu đi là vừa. Đấy, em xin phép là đã giao cho bác chức thành công chiếc xe Win Huyền Thoại 100 mà không có thời gian nhá. Không có thời gian để mà đăng nó lên. Đúng không bác? Chưa có thời gian đăng lên luôn. Quá bận. Đấy bác ấy chốt luôn. Đấy, quá đẹp luôn anh em ạ. An ninh con này nó là chọn đời bác nhá. Chọn đời. Không. À bác em xem cái cặp. Để đây thỉnh thoảng con lấy cái gì. Nhiều khi em không đăng biển là vì nếu mà sau này mình muốn lên đời được biển, đăng cái bán lại nó dễ. Đấy, đã xong em chụp ảnh này rồi. Bên tâm là trên video có hết mà nhá. Chốt kèo thành công anh em nhá. Chờ lái xe em quay đầu phát này em đi luôn này. Đây chỗ này là chợ Phụng nhá. Chợ Phụng Châu, Trương Mỹ. Ok bác em, chào bác em về đây. Bắt tay lần bác phát nữa. Nhớ có gì điện cho em nhá. Ok. Vâng, ok. Đi anh em ơi. Vâng, bác cứ gửi địa chỉ em gửi đồ cho nhá. Bác nhớ không đi đến khóa xăng này đây này. Không đi đến thì nhớ khóa xăng này được. Đấy không. Ví dụ bác đi đâu về cách nhà tầm khoảng 300m hay 500m mà khóa lại thì hết cái bình đấy là vừa. Thì không sợ bác nhá. Ok em về đây. Vâng ạ. Rồi. Ok anh em ơi. Xong kèo nhá. Em về. Đấy. Em về đây anh em ơi.